đi phỏng vấn gặp câu hỏi, bạn muốn làm việc với sếp thế nào? Trả lời sao cho thông minh nhất? Câu hỏi phỏng vấn này vừa là cạm bẫy vừa là cơ hội. Người được phỏng vấn nên tận dụng cơ hội, cố gắng tránh những hy vọng cụ thể về cấp trên, đồng thời hãy nói thêm về những yêu cầu của bản thân. Câu hỏi này có vẻ đơn giản nhưng thực ra có rất nhiều câu trả lời hợp lý để đối phó. Các khía cạnh mà câu hỏi này đề cập bao gồm nhận thức về bản thân, giá trị, sáng kiến, kỹ năng giao tiếp và hợp tác, khả năng thích ứng. Một sai lầm phổ biến mà các ứng viên mắc phải là luôn tuân theo các yêu cầu của cấp trên mà không tự đề cao giá trị của mình. Theo cách này, người phỏng vấn sẽ nghĩ rằng không thực tế hay đơn giản chỉ đang muốn đáp qua loa cho xong chuyện. Vậy thì nếu được nhà tuyển dụng hỏi bạn muốn làm việc với kiểu lãnh đạo như thế nào thì đâu sẽ là câu trả lời của bạn. Dưới đây là một số câu trả lời thú vị mà bạn có thể ứng dụng vào buổi phỏng vấn sắp tới. Câu trả lời thứ một khá thỏa đáng, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo mong cấp trên hướng dẫn thêm trong công việc và chỉ ra ngay những sai sót trong công việc tôi hy vọng rằng tôi có thể phát triển nhanh chóng cùng với công ty và đội ngũ trong một nhóm hoạt động hiệu quả câu trả lời thứ hai hạ thấp vị thế của bản thân và học hỏi một cách khiêm tốn tôi hy vọng được làm việc với những người lãnh đạo biết tận dụng lợi thế hiểu được tiềm năng của cấp dưới giao cho họ những công việc có thể giúp họ đào tạo chuyên môn để họ tiếp tục phát triển và làm giàu trong công việc khi cấp dưới gặp phải vấn đề, người lãnh đạo có thể đưa ra một số ý kiến để cấp dưới có thể tự điều chỉnh càng sớm càng tốt và đưa mình vào công việc trong trạng thái tốt. Tôi cũng sẽ nắm bắt cơ hội để trao đổi với các nhà lãnh đạo và xin ý kiến của họ. Tôi sẽ quan sát phương pháp của các tổ chức hàng đầu trong việc xử lý công việc, so sánh và phân tích những thiếu sót của chính họ và tiếp tục cải thiện. Học hỏi và tiến bộ, đó chính là phương châm của tôi. Câu trả lời thứ ba thể hiện khả năng giao tiếp và thích ứng của bạn tôi nghĩ vấn đề không phải là cấp trên như thế nào mà là cách chúng ta giao tiếp với cấp trên và hoàn thành công việc ra sao vì trong nhiều trường hợp không phải chúng ta có thể quyết định cấp trên là người như thế nào và sở dĩ cấp trên trở thành cấp trên là vì họ sở hữu điều gì đó đặc biệt dù là cấp trên kiểu gì tôi cũng sẽ học hỏi những điểm mạnh từ họ nếu đó là một nhà lãnh đạo nghiêm túc tôi sẽ học hỏi thái độ nghiêm túc của anh ấy và nếu đó là một nhà lãnh đạo có tài giao tiếp tôi sẽ học khả năng cư xử của anh ấy câu trả lời thứ tư bắt đầu từ góc độ văn hóa công ty đồng thời cho thấy bạn phù hợp với công ty đến mức nào một công ty là tập hợp những người tin tưởng vào cùng một văn hóa doanh nghiệp vì vậy tôi hy vọng rằng cấp trên và tôi có nhiều điểm tương đồng hơn là bổ sung cho nhau bởi vì càng nhiều điểm tương đồng càng dễ cộng hưởng có lợi cho hiệu quả công việc tất nhiên không có nghĩa là bổ sung không tốt chúng ta có thể học hỏi ưu điểm của nhau từ việc bổ sung câu trả lời thứ năm câu trả lời toàn diện nhất trước hết là cấp dưới yêu cầu cơ bản nhất là phải thực hiện tốt yêu cầu của cấp trên vì vậy dù cấp trên là người như thế nào thì những nhiệm vụ cấp trên triển khai đều phải hoàn thành với số lượng và chất lượng cao nhất thứ hai vì anh ấy có thể trở thành cấp trên của tôi điều đó cho thấy anh ấy có những kỹ năng quản lý nhất định và sẽ đánh giá khách quan về hiệu quả công việc và năng lực của tôi vì vậy tôi sẽ cẩn thận lắng nghe ý kiến của cấp trên những gì tôi học được sẽ là đóng góp thiết thực cho công ty nhưng cuối cùng không có câu trả lời tiêu chuẩn cho loại câu hỏi mở này bạn phải trả lời dựa trên cá tính của chính mình và hiệu quả tại chỗ nếu không người phỏng vấn sẽ cảm thấy sự thể hiện của bạn không nhất quán trước sau hoặc bạn đã chuẩn bị trước đầy đủ bạn chỉ biết hình mà không biết ý hoặc không đủ chân thành điều này thực sự sẽ ảnh hưởng đến kết quả phỏng vấn cuối cùng của bạn